Chào mọi người, hôm nay em giới thiệu cho mọi người ở mảnh đất ở Đông Triều, Quảng Ninh. Mảnh này thì là cũng là dạng là nô nô góc. Đây, từ cái cột điện này hất về phía đến cột điện kia. Đường trước mặt đây là đường bê tông, nhưng mà đường bê tông này phải 10 mét. Hiện tại em có một cái nhà cũ đang ở trên đất. Đây gọi là đoạn ngã ba để đi vào trong làng. Thẳng đường này đi ra quốc lộ 18. Hướng này là hướng đông bắc nha mọi người. Mảnh này thì ngang tầm được 10 trên sổ là 18 mét. 18 mét sâu 23 mét. Cũng vuông vắn, mảnh này vuông vắn.